Hello, ta chào hỏi, tôi xin hứa lão sư. Xin chào tất cả các em, cô là Thanh Hà. Và ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu và tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái chủ đề mới nữa, đó là các cái từ vựng mà chuyên ngành chúng ta có thể sử dụng khi mà làm việc ở trên văn phòng này, hay là làm việc ở trong bộ phận thu mua, hoặc là khi mà chúng ta muốn báo giá sản phẩm cho khách hàng đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng các từ vựng như thế nào? Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên ạ, trong văn phòng chúng ta hay sử dụng đó là từ gì đấy ạ? Tả in, đây là động từ mang nghĩa là in hoặc là in ấn cái gì đó đúng không? Ví dụ nói là tôi gửi cho bạn một bản tài liệu giúp tôi in nhé, thì sẽ nói là gì? Ủa cái nghỉ pha y phân tư leo bao ngũ tả in ý xa Ủa cái nghỉ pha y phân tư leo bao ngũ tả in ý xa Ở đây chúng ta có từ tư leo ở đây là tài liệu gì đó đúng không? Phân ở đây chỉ dịch là một bản nhá, một bản, được chưa ạ? Đấy, hoặc là gì ạ? Thế cái máy in thì sẽ là gì ạ? Máy in chúng ta sẽ nói là tả in chi, cứ máy móc gì đấy thì đằng sau mình sẽ hay có chữ chi đúng không? Như vậy sẽ nói là tả in chi, máy in. Ví dụ nói là cái máy in này hết mực rồi đúng không? Mực ở đây chúng ta có từ gì ạ? Mua nhá, chúng ta có từ mua, mua là mực, được chưa? Đó, cha mua thì dịch là đổ mực hay là thêm mực đấy. Đó, thì trong trường này mình hay dịch là đổ mực đúng không? Có từ cha mua, vậy sẽ nói là chưa cơ tả in chi, mấy hiểu mua là treo rấn lái cha mua bà. Chưa cơ tả in chi, mấy hiểu mua là chèo rấn lái cha mua bà, được chưa? Hay ví dụ nói là gì, cái máy in này hỏng rồi đúng không, gọi người đến sửa. Hỏng thì mình có từ gì ạ? Mình có từ gì nhỉ? Khoai nhá, mình có từ khoai. Khoai có nghĩa là hỏng đấy, khoai hỏng. Sửa thì mình sẽ nói là gì đấy ạ? Siêu đúng không? À, mình có từ siêu. Siêu có nghĩa là sửa chữa cái gì đấy. À, siêu đây, siêu rồi. Như vậy câu này thì mình có thể nói như nào? Cái máy in này hỏng rồi, gọi người đến sửa đi đúng không? Chưa cơ tả in chi khoai là treo rấn lái siêu bà. Chưa cơ tả in chi khoai là treo rấn lái siêu bà, được chưa ạ? Như vậy chúng ta có từ tả in nhá, hay là tả in chi. Đó, tiếp ạ. Từ số 2, đó là từ photo ạ. Photo mình sẽ nói là phụ in, động từ đúng không? Ví dụ nói là giúp tôi photo chứng minh thư thì sẽ nói là gì? Bao ngủ phụ in sân phân chân. Bao ngủ phụ in sân phân chân đúng không? Hộ chiếu là cái gì nhỉ? Lần trước cô dạy các bạn hộ chiếu là khu trào đúng không? Khu trào mình học ở trong cái bài mà đi ngân hàng đấy đúng không? Các thủ tục ngân hàng có nói đến từ này rồi. Vậy sẽ nói ví dụ nói là giúp tôi in photo đúng không? Photo cái hộ chiếu này sẽ nói là gì? Bao ngủ phụ in chưa cơ khu trào. Bao ngủ phụ in chưa cơ khu trào đúng không? Vậy thì tương tự máy photo thì mình chỉ cần thêm chữ chi ở đằng sau thôi. Phụ in chi máy photo. Ví dụ hỏi là thế cái máy in này có thể photo được không? Đúng không? Mình sẽ nói là gì nhỉ? Chưa cơ tả in chi, nấng phụ in ma. Chưa cơ tả in chi, nấng phụ in ma. Tiếp ạ, một cái thao tác nữa mà chúng ta cũng hay sử dụng trong văn phòng đó chính là scan đúng không ạ? Scan hay là quét mã vạch gì đó. Vậy thì cái từ scan hoặc là quét mã nhé, trong tiếng Trung người ta sẽ nói là xảo méo là scan đúng không ạ? Bao ngũ xảo méo chưa cơ sân phân chân. À, bao ngũ xảo méo chưa cơ sân phân chân. Giúp tôi scan cái chứng minh thư này. Ví dụ như vậy. Đấy. Hay là từ xảo méo này nó còn hay dùng để gọi là quét mã gì đó. Ví dụ nói là tôi có thể quét WeChat của bạn được không? Đúng không? Quét mã WeChat của bạn được không? Có thể nói là ủa khởi ý xảo nhị tạo WeChat ma. Chúng ta có từ WeChat là WeChat học rồi đúng không? Vậy sẽ nói là ủa khởi ý xảo nhị tạo WeChat ma. Xảo WeChat hay là xảo Zalo. Tức là quét mã vạch đấy. Quét mã QR. Hiểu chưa? Đấy. Tiếp theo ạ, chúng ta có nhà cung ứng ạ. Nhà cung ứng đọc là gì ạ? Cung ứng sang, nhà cung ứng hay nhà cung cấp đúng không? Bạn đã liên hệ với nhà cung cấp chưa? Chúng ta có cấu trúc là gì? A liên lạc với B hay A liên hệ với B là A cần B lén xì đúng không? Như vậy câu này sẽ nói là Nǐ gēn cung ứng shāng lián xì le ma? Nǐ gēn cung ứng shāng lián xì le ma? Đó, ví dụ nói là gì? Tôi đã lén xì xong rồi, tôi đã liên hệ xong rồi đúng không? Wǒ yǐ jīng lián xì hǎo le. Wǒ yǐ jīng lián xì hǎo le, đúng không? Hay là nhà cung ứng khi nào thì giao hàng, mình có thể hỏi là cung ứng sang sớm mấy sửa hâu xung khô cung ứng sang sớm mấy sửa hâu xung khô được chưa ạ? Vậy chúng ta có từ cung ứng sang, nhà cung ứng. Các bạn chúng ta có từ chiết khấu ạ. Chiết khấu sẽ đọc là chứa khâu, chiết khấu. Ví dụ hỏi cái này chiết khấu bao nhiêu đúng không? Chưa cơ chứa khâu tua sảo, chưa cơ chứa khâu tua sảo, chưa cơ chứa khâu tua sảo. À, cách đọc phần trăm trong tiếng Trung này thì bao giờ mình cũng sẽ đọc từ bảy phân trừ trước, sau đó cộng với con số nhá. Bảy phân trừ cộng với số, ví dụ 20% thì mình sẽ đọc là bảy phân trừ 20, 5%, bảy phân trừ 5, 10%, bảy phân trừ 10, được chưa nhỉ? Đấy, như vậy mình sẽ nói bảy phân trừ trước, sau đó cộng với số nhá. Tiếp theo ạ, chúng ta có động từ đặt hàng ạ. Đặt hàng sẽ nói là tinh khua, tinh khua,
tinh khua đúng không? Lần trước mình học từ tinh trong cái bài mà đặt vé máy bay hay là đặt phòng khách sạn rồi đấy. Mình có tinh chiểu tiên đặt phòng khách sạn hay là tinh chi phiêu đặt vé máy bay đúng không? Ê, tương tự khua thì là hàng hóa, vậy thì đặt hàng mình nói là tinh khua. Tinh khua đặt hàng đúng không? Cái đơn đặt hàng thì chúng ta sẽ nói là tinh khua tan. Tinh khổ tan, hoặc người ta hay nói tắt luôn là tỉnh tan nhé, tỉnh tan, phải chưa ạ? Đó, xuống đơn hàng ạ, động từ xuống đơn hàng mình hay nói là gì ạ? Xả tỉnh tan, xả tỉnh tan. Ví dụ hỏi là thế nhà cung ứng đã xuống đơn hàng chưa? Cung ứng sang xả tỉnh tan lơ mà. Cung ứng sang xả tỉnh tan lơ mà. À, ý chinh xả tỉnh tan lơ, ý chinh xả tỉnh tan lơ là đã xuống đơn hàng rồi đúng không? Vậy thì ví dụ như sau khi xuống đơn hàng là mình phải xác nhận, mình có từ xác nhận sẽ đọc là chuyê rân. Chuyên nhân, xác nhận đơn hàng mình sẽ nói là chuyên nhân tỉnh tan, chuyên nhân tỉnh tan, được chưa? Đó. Tiếp ạ, chúng ta có một từ nữa đó là từ báo giá. Nhân viên văn phòng sẽ hay phải làm cái này đúng không ạ? Báo giá sản phẩm ạ. Chúng ta sẽ có động từ là báo giá, báo giá, báo giá. Báo trong từ báo cáo đấy, báo cáo, tra trong từ tra cứ là giá cả, tức là báo cáo cái giá cả. Báo giá dịch là báo giá. Vậy thì cái biểu báo giá mình có thể nói là gì? Báo giá biểu, báo giá biểu. Báo giá biểu, yeah. Thế thì trong một cái biểu báo giá thì thường mình cần phải có những thông tin gì đây? Nhá, ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn các cái thông tin mà chúng ta cần phải báo giá đúng không? Để chúng ta khi lập biểu chúng ta biết nhá. Ví dụ đầu tiên bao giờ là cột số thứ tự đúng không? Số thứ tự mình sẽ nói là gì nhỉ? Suy hao, suy hao, suy hao. Hay là gì ạ? Tên sản phẩm. Thứ hai là cột tên sản phẩm sẽ nói là phỉn mính, phỉn mính, phỉn mính. Phỉn là trong từ chán phỉn đấy ạ, là sản phẩm, mính là mính sự có nghĩa là tên đúng không? Vậy mình có từ phỉn mính dịch là tên sản phẩm. Hay sau đó đến cột đơn vị đúng không? Dụ xem là cái, chiếc, con hay là bộ hay là như nào đó đúng không? Mình sẽ có từ là tan quay, tan quay, tan quay, đơn vị ạ. Số lượng là su leng, su leng, su leng, số lượng. Sau đó đến đơn giá đúng không ạ? Đơn giá sẽ nói là tan giá, tan giá, tan giá. Và thành tiền ạ thì người ta hay dùng từ đó là chín ứa, chín ứa, chín ứa. Và cuối cùng là cột ghi chú đúng không? Mình sẽ nói là gì nhỉ? Bày chu, bày chu, bày chu. Được chưa ạ? Rồi, đấy thì đấy là các cái thông tin mà chúng ta gọi ít nhất khi mà lập cái biểu báo giá là cần phải có những thông tin này, đúng không? Tiếp theo, ví dụ như cô có câu là trước 2 giờ chiều nay có thể gửi báo giá cho chúng tôi không? Thì câu này mình có thể biểu đạt như nào? Trước 2 giờ chiều nay sẽ là gì nhỉ? Chín thiên xa ủ lém tiền chén, đúng không? Chín thiên xa ủ lém tiền chén là trước 2 giờ chiều nay. Pha kế của mân bao cha biểu, khớ ý ma, đúng không? Pha kế của mân bao cha biểu, khớ ý ma, tức là gì nhỉ? Gửi cho chúng tôi báo giá có được không? Được chưa? Hay là gì? Ví dụ như khi mà chúng ta gửi mail xong ấy, thì chúng ta sẽ hay viết cái câu như thế nào? Đây là cái câu mà chúng ta khi viết mail chúng ta nên viết này. Ví dụ nói là pha đính kèm là bảng báo giá mời bạn check đúng không? Đó, mình hay là câu đấy. Vậy thì pha đính kèm trong tiếng Trung sẽ đọc là phụ chen nhá. Chúng ta có từ phụ chen là pha đính kèm. Phụ chen sư của mân tờ bao cha biểu, xin trả sâu. Phụ chen sư của mân tờ bao cha biểu, xin trả sâu. Được chưa? Tiếp theo ạ, thế thì báo giá xong thì có thể là gì? Chúng ta sẽ hay gửi kèm với hàng mẫu đúng không? Hoặc là khách hàng cũng sẽ yêu cầu là mình gửi hàng mẫu. Vậy từ hàng mẫu sẽ nói là yang pin, yang pin, yang pin. Ví dụ có thể gửi hàng mẫu cho chúng tôi không? Nâng bu nâng kế của mân pha yang pin. Nâng bu nâng kế của mân pha yang pin. Được chưa? Yang pin. Tiếp ạ, thế sau khi mà giao hàng có thứ xong đúng không? Cuối tháng thì mình hay phải làm công việc đó chính là gì nhỉ? Đối chiếu công nợ đúng không nhỉ? Vậy thì đối chiếu công nợ mình sẽ nói là gì đây ạ? Tuy trang, tuy trang, tuy trang, được chưa nhỉ? Ví dụ nói là tôi muốn đối chiếu công nợ với bạn về tình hình giao hàng của tháng này thì mình sẽ nói là gì đấy? Wǒ yào gēn nǐ duì zhāng yī xiā zhè gē yuè de sòng huò qíng huàng. Wǒ yào gēn nǐ duì zhāng yī xiā zhè gē yuè de sòng huò qíng huàng. Được chưa? Và cái bảng đối chiếu công nợ thì mình sẽ dùng là gì ạ? Duì zhāng dān, duì zhāng dān, duì zhāng dān. Các bạn chúng ta có từ hóa đơn ạ, hóa đơn thì mình sẽ nói là gì đấy ạ? Fā piào, fā piào, fa piao là hóa đơn đúng không? Hóa đơn đỏ, hóa đơn đỏ thì mình sẽ nói là khống fa piao. Mình có từ màu đỏ là khống đấy, màu đỏ là khống đấy đúng không? Nhá, màu đỏ là khống. Vậy thì hóa đơn đỏ sẽ nói là khống fa piao, được chưa nhỉ? Nhá. Nào, ví dụ nói là xuất hóa đơn ạ, mình có động từ xuất hóa đơn thì sẽ nói là gì đấy ạ? Khai fa piao, khai fa piao, khai fa piao đúng không? Thuế giá trị gia tăng ạ sẽ đọc là gì ạ? Tăng trừ thuế, tăng trừ thuế, tăng trừ thuế đúng không? Thế còn miễn thuế ạ, miễn thuế mình sẽ có từ đó là miễn thuế, miễn thuế nhá, được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo, chúng ta có từ đối bỉ, đối bỉ, đối bỉ,
tôi bị là động từ so sánh hoặc là đối chiếu. Ví dụ như chẳng hạn sếp bảo là gì, tìm mấy nhà cung ứng mà đối chiếu giá cả đúng không, sẽ nói là nǐ zhǎo jǐ ge gòng yìng shāng duì bǐ yī xiā jiā ge, nǐ zhǎo jǐ ge gòng yìng shāng duì bǐ yī xiā jiā ge, nǐ zhǎo jǐ ge gòng yìng shāng duì bǐ yī xiā jiā ge. Được chưa các bạn? Một vài các cái mặt hàng mà chúng ta có thể buôn bán đúng không, đó là gì ạ? Sǒu zhǐ tào, sǒu zhǐ tào dịch là bao ngón tay. Cái bao ngón tay nó kiểu dạng như bao cao su của chúng ta ấy, được chưa? Nhá, trông cái hình dạng rất giống cái đấy. Sǒu zhǐ tào, bao ngón tay. Ví dụ nói là lô bao ngón tay này có vấn đề, bạn liên hệ với nhà cung ứng đi đúng không? Mình sẽ nói là gì nhỉ? Chưa khi sǒu zhǐ tào yǒu wèn tí, nǐ gēn gòng yìng shāng liān xì bā. Chưa khi sǒu zhǐ tào yǒu wèn tí, nǐ gēn gòng yìng shāng liān xì bā. Đúng không ạ? Nhá. Các bạn, chúng ta có từ liáo chỉa. Liáo chỉa, từ này thì vừa có thể sử dụng như một động từ và nó vừa mang nghĩa là tìm hiểu về vấn đề gì, hay nó còn có nghĩa là am hiểu về vấn đề gì nữa cơ nhá. Tìm hiểu hoặc là am hiểu về cái gì. Ví dụ nói là tôi muốn tìm hiểu về giá của bao ngón tay thì mình có thể nói là 我想了解你们手指套的价格. 我想了解你们手指套的价格, đúng không? Hoặc ví dụ như là gì, tôi làm việc ở công ty này 5 năm rồi, vì vậy mà rất am hiểu về công ty này, thì lúc này lại phải dịch là am hiểu, thì sẽ nói là 我在这个公司上班5年了，所以很了解公司的情况. 我在这个公司上班5年了，所以很了解公司的情况. Tiếp theo ạ, chúng ta có từ quy cửa. Quy cửa đây là các quy cách. Quy cách ở đây chính là như kiểu các cái thông số đấy, đúng không? Các cái thông số của sản phẩm đấy nhá. Ví dụ nói là phiền bạn gửi cho chúng tôi quy cách hình ảnh của sản phẩm, đúng không? Thì mình có thể nói là gì nhỉ? Má phàn kế của mân chán thỉnh tờ quy cửa thú phiền. Má phàn kế của mân chán thỉnh tờ quy cửa thú phiền. Được chưa ạ? Thì đấy là một vài các cái từ vựng mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta gửi báo giá này, hay là sử dụng trong văn phòng nhá. Đó, thì hiện tại trong video và clip ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ tạm thời các từ như vậy, và cô sẽ cố gắng là làm các video và clip tiếp theo nhé. Rồi xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Chào chị.